Thưa quý vị, trải qua chặng đường 94 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Đảng, dân tộc ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. 93 năm xây dựng và trưởng thành dưới cờ Đảng, những cống hiến to lớn của lớp lớp thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng đã vun đắp nên truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đó là lý tưởng, khát vọng, nhiệt huyết, xung kích, sáng tạo, khẳng định vai trò nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Tuổi trẻ Bà Rịa Vũng Tàu vững vàng, kiên định, tiếp bước theo Đảng là nội dung được chuyển tải trong tiêu điểm 60 cộng trưa nay 26 tháng 3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp Đại học Xã hội học, tháng 2 năm 2022, chị Nguyễn Thị Hồng Vi về công tác tại xã đoàn Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ. Năng nổ, nhiệt tình và làm việc hiệu quả, chỉ 8 tháng sau, Hồng Vi vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, sau đó được tín nhiệm giữ chức vụ Phó Bí thư xã đoàn Sông Xoài. Mang trong mình nhiệt huyết tuổi trẻ, cộng với tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của người đảng viên, Hồng Vi đã đưa hoạt động đoàn của xã Sông Xoài ngày càng phát triển. Hàng chục mô hình công trình thanh niên được Hồng Vi tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả như mô hình đường hoa thanh niên, vườn cây sinh kế và các công tác an sinh xã hội. Với vai trò là một đảng viên cũng như là một đảng viên trẻ thì đối với tôi thì tôi luôn đặt cái tinh thần xung phong, xung kích lên trên hàng đầu. Tôi sẽ cố gắng để học tập, rèn luyện, nâng cao hơn những cái kiến thức của bản thân sao cho xứng đáng với cương vị là một người đảng viên, là một đảng viên trẻ. Là thủ lĩnh thanh niên xã Kim Long, huyện Châu Đức, lại là đảng viên trẻ, anh Trần Trọng Hậu luôn xác định phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, gắn liền với ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo để không chỉ đưa phong trào đoàn hội ngày càng phát triển, đóng góp vào công cuộc xây dựng địa phương mà còn xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Đảng giao phó. Tâm huyết, trách nhiệm, dám nghĩ dám làm, những năm qua, anh Hậu cùng với Ban chấp hành đoàn cơ sở xã Kim Long chủ động tham mưu xây dựng chương trình công tác phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, qua đó thu hút tập hợp đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia. Phong trào xã Kim Long vì vậy ngày càng phát triển về quy mô, nâng cao về chất lượng. Vai trò là tuổi trẻ, đồng chí rất là chủ động tham mưu cho đảng ủy, chính quyền địa phương để mà thực hiện các cái phong trào để giúp cho các cái đoàn viên thanh niên cũng như là phấn đấu để mà ổn định cuộc sống. Chúng tôi cũng nhận thấy đồng chí Hậu rất là năng nổ, rất là hoạt động rất là tốt. Lãnh đạo đảng ủy, ủy ban luôn quan tâm và chỉ đạo hướng dẫn cụ thể từng phần việc cho thanh niên, tạo cơ hội cho đoàn là phát huy hết những cái khả năng, ý kiến chỉ đạo sâu sát. Từ đó thì đoàn xã cũng có những nhận định và phát triển tốt, đặc biệt là cái hình thành được nhiều cái phong trào trên địa bàn. Đoàn cơ sở Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 54 đoàn viên, trong số này có hơn 70% là đảng viên. Với bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, cộng với tinh thần xung kích tình nguyện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó, thời gian qua, tuổi trẻ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn nỗ lực gắn hoạt động đoàn với công tác chuyên môn tại đơn vị. 3 năm liền, Đoàn cơ sở Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh được tỉnh đoàn trao tặng cờ thi đua về thành tích xuất sắc trong phong trào đoàn. Riêng năm 2023, Đoàn cơ sở Đài vinh dự được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích xuất sắc trong hoạt động hè. Tự hào về màu áo xanh thanh niên và cũng tự hào là cánh tay đắc lực của Đảng. Thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy cái thế mạnh và cái bản lĩnh chính trị của mình để có thể xây dựng các cái chương trình, các cái hoạt động thực sự là ý nghĩa, phù hợp với lứa tuổi, phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị và có cái sự lan tỏa sâu rộng. Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có gần 47.400 đảng viên, trong đó có hơn 7.300 đảng viên là đoàn viên thanh niên. Năm 2023, toàn đảng bộ tỉnh kết nạp 1.635 đảng viên mới, gần 41% trong số này là đoàn viên thanh niên. Vững vàng, tiếp bước theo Đảng, tuổi trẻ Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục lấy chỉ đạo của tỉnh ủy làm kim chỉ nam cho nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2022-2027, thông qua việc nỗ lực xây dựng lớp thanh niên Bà Rịa Vũng Tàu thời kỳ mới, phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc, có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật. Lấy mục tiêu nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, chất lượng công tác cán bộ đoàn là nhiệm vụ then chốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, hướng đến thành lập mới ít nhất 50 tổ chức đoàn hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, giới thiệu 8.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Là tuyên dương những điển hình tiên tiến
từ phong trào cấp cơ sở để qua đó giúp các bạn nâng cao nhận thức và được tham gia vào những lớp tập huấn cũng như là những buổi giáo dục tuyên truyền để nhận thức rõ hơn về vai trò của đảng, về sự dẫn dắt rất là đúng đắn của tổ chức đảng chúng ta, để các bạn có thể là với quyết tâm và lý tưởng chính trị cao đẹp là những đội ngũ tiếp tục là những hạt giống đỏ tham gia kế thừa sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Bác Hồ từng nói, một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. 93 năm, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hình thành và phát triển là cột mốc quan trọng trong hành trình định hướng, dẫn dắt và làm bạn cùng tuổi trẻ của tổ chức đoàn. Tuổi trẻ Bà Rịa Vũng Tàu nguyện tiếp tục phát huy vai trò tình nguyện, xung kích, sáng tạo, góp sức trẻ, thực hiện hóa khát vọng xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.